chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thanh ha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Hòn Ngại các bạn, để mà quay cái lễ hội Nghinh Nông ở đây cho mọi người cùng xem ha. Hiện tại thì tầm khoảng là 8 giờ rưỡi gần 9 giờ sáng, mọi người đang bắt đầu chuẩn bị làm lễ hội đây. Thì trên kia đoàn lăng đã bắt đầu xuống rồi đây các bạn. Hôm nay đi thì rất là đông bà con dân ở trên hòn ha. Ở trên hòn này được tầm khoảng bao nhiêu người dân anh Bố? Tầm khoảng là 4.000 người dân, chứ thêm nữa là mấy khách du lịch này kia nọ thì cũng thường xuyên lại đây các bạn. Đây ở trên bên xà lan, đây là bên xà lan dầu, chở một số người, rồi bên chiếc ghe bên kia cũng chở một số người, rồi mình đi bên cái chiếc ghe tàu tải của anh Phú nè các bạn. Đó, giờ là lăng số 22. Quá đông. Thì mỗi nơi, mỗi tỉnh sẽ có một cái ngày khác nhau nha các bạn, chứ không có ngày nào giống như ngày nào ha. Kiểu như là ở Hòn Ngại thì ngày khác, ở Hòn Sơn ngày khác, rồi ở dưới Cà Mau, Bạc Liêu thì ngày khác. Mỗi vùng, mỗi tỉnh nó sẽ có một cái ngày khác nhau ha. Đây đi như thế này thì để mình cầu cho cái sự may mắn các bạn, và đánh bắt được thuận bòm xuôi gió. Ôi tới rồi, đầu lăng tới rồi. Mình bọn đang chuẩn bị cúng kiến ha. Thì hôm nay thì sẽ có là một cặp vịt các bạn, không biết là có heo quay không, nãy giờ thì chưa thấy ha. Đó, để mà cầu mong cho cái sự may mắn và thuận bòm xuôi gió cho tất cả các bà con nông dân ngành biển, nghề biển các bạn. Thì bất cứ ở cái gì thì nó cũng sẽ có một cái phong tục tập quán, cái này cũng là như vậy ha, nhưng mà về bên cái lĩnh vực là biển các bạn. Wow, nghe nói là hình như là gầm tháng 10 là sẽ tới bên Hòn Sơn. Hòn Sơn thì sẽ là rất là đông các bạn, đông hơn này là nhiều lắm. Để tới gầm tháng 10 nếu mà mình có dịp cơ hội thì mình sẽ đi qua Hòn Sơn để mà quay cho người cùng xem ha. Còn hiện tại ở đây là Hòn Ngại các bạn, cũng gần gần Hòn Sơn thôi. Wow, này có mấy em gái xinh lắm nha các bạn. Quá trời, bây giờ chuẩn bị kéo quân xuống cẩm tàu luôn rồi các bạn ơi. Cẩm tàu luôn ha. Rồi chuẩn bị đi đây, xuất phát. Tàu tải ghe bên mình ghe ra trước nha, rồi hồi cho chiếc xà lan dầu ghe ra sau. Này là của bà con nông dân lộn, bà con ở vùng biển tự tổ chức các bạn, còn dưới Hòn Sơn thì cấp tỉnh nó sẽ lớn hơn dữ nữa. Thì từ từ thì nói chung này nó cũng lớn mạnh thôi các bạn. Hôm nay đi chắc được 3 ghe quá. Thôi bốn, chắc 4 ghe mình đó anh chí nữa kìa, 4 5 ghe. Quá đông rồi. Trời ơi ông địa, ông thằng tài đâu trên chảnh nè. Ở đây hơi gió nha mọi người, thông cảm cho mình ha, hơi ồn tí xíu các bạn. 2, 4, 5 ghe, mình nữa là 6 ghe. Còn ở khu vực ngoài này là bè người ta nuôi cá nè, cá bóp với nói chung là tất cả loại cá, cá nào mà thường thường là nuôi mà đa số đây là cá bóp là nhiều ha. Đây các bạn, nuôi cá ngoài giữa hòn này thì nói chung cũng rất là hơi cực, tại vì mỗi mùa gió thì phải chuyển đổi. Ví dụ giống như là hôm nay là để bên đây, nhưng mà tới mùa gió bên đây thổi qua thì mình phải kéo qua bên vực bên hòn bên kia để mà lánh gió với thêm cái nơi tránh sóng các bạn. Đây bây giờ thì xuất phát ở đây ha. Ôi, có chiếc cano luôn à. Thì bây giờ sẽ chạy quanh vòng vòng hòn ha. Thì nói chung là ở trên đường lộ này á, thì khi mà chạy vòng hòn là 7 cây số các bạn, còn ở dưới ghe thì không biết sao rồi. Ôi xịt khói kìa, ở trên đen, ở dưới xanh kìa các bạn. Bên bển là lăng chuẩn bị múa rồi, tí xíu nó là chạy vòng hòn xong xuôi trơn rồi quay về chỗ cũ này, rồi hồi tí xíu nó sẽ có là thả đồ ăn xuống dưới biển là sẽ kết thúc là cái lễ hội Nghinh Nông các bạn. Để tí xíu nó chạy vòng hòn cho các bạn cùng xem ha. Muốn
Ồ, bên đây tải tải chiến binh xuống dữ lắm rồi nè. Quá đông rồi. Chiếc xà lan khai dẫn đầu đi trước đây. Cái này phải kéo cả làng cả xóm chạy mới vui các bạn ơi. Nhưng mà ở đây hôm nay thì ở xã thì cũng không có đông lắm ha. Còn sơn cấp tỉnh này mới giữ trời các bạn. Chạy xịt khó đen luôn á. Đây bên đây hình như là anh bị mắc dây bè gì đâu mà anh lôi đít ra nè. Anh chạy quá gió bơi tắp ha. Hai chiếc này. Ở đây thì nuôi cá bóp rồi cá mú rồi cá dương châu nữa các bạn, nhiều loại cá lắm. Ồ, bên đây là nguyên một đòn nữa nè. Quá chứ bên đây cào chiếc ha, chở cũng khẩm ghê luôn vậy. Còn phía bên đây là tượng của Phật Mẹ Quan Âm đây các bạn. Rồi, chuẩn bị xuất phát. Ôi ôi kìa. Ôi sao bơi vậy, sao bơi vô chiếc bè vậy? Chạy chạy chạy. Che lại. Ôi anh đó anh lái không được sao đâu mà. Mấy loại cá nuôi ngoài bè này là giá trị cao lắm nha các bạn. Quá đông rồi. Ôi 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 ôi. Cặp vô hả? Hết ra. Hết ra này cái bến như xe vậy trời ơi, hết ra. Trời ơi. Quá trời, đánh trống đổi kẹn trả này. Chưa xuất phát nữa các bạn ơi. Hôm nay thì gió không có thổi ha, rất là yên bình các bạn. Nhưng mà tới những cái mùa mà khắc nghiệt thì gió thổi dữ lắm. Kè bến kìa. Trời ơi. Quá trời đông rồi các bạn ơi. Quá đông rồi. Ủa sao mấy em gái xinh dòm qua ghe bỏ hết trơn chạy. Sao không bỏ bên đây vài người chạy. Không lăn gì đâu mà gách lưng hết trơn các bạn. Bị ai chém đâu mà lát gách lưng luôn rồi kìa. Quá trời ơi. Đây các bạn coi nè, ông lăn gách lưng luôn ha. Hôm nay sóng gió mạnh nha các bạn ơi. Rồi bây giờ bển hình như là xuất phát cho ta. Đông quá. Hôm nay là tài chợ nguyên cái chiếc xe lan dầu để chở 500 anh em đi nghinh ông ha. Ôi ôi mấy anh chỗ lại chạy theo nó kìa, cũng vui dữ chứ bộ. Giỡn đâu. Rồi, trời, chuẩn bị chơi kìa. Chuẩn bị đi nghinh ông nha các bạn ơi. Chuẩn bị bắt đầu đây. Nãy giờ chưa có ra khỏi được cái khu vực hồ nè. À, ngoài sau là 500 anh em võ lãi chạy theo nè các bạn. Đó. Wow. Wow. Trời ơi. Ai chạy lại mấy anh nữa anh ơi. Quá rồi. Ủa mà sao nè, ôi tính ra cũng đông ha. Cũng được cả chục các bạn, đây. Còn bên đây là đầu dẫn đầu nè, bên bển có tộc trưởng bên á. Hết ga đi. Hết ga đi anh ơi. Bước đi.
nhảy sóng kìa. Quá sóng rồi. Chứ ngoài đó là cào chiếc các bạn, dài dưới 14.9 cao bên vàng. Ra sóng anh không ăn được đâu. Ra sóng anh không ăn được đâu. Ủa vậy là chạy trên 4 cây chưa hả? Chứ tưởng đâu mà chạy chậm chứ ta. Này chưa chạy nha các bạn. Nó 4 giây mà. Dạ. Hồi bung dây ra là mới chạy nha các bạn ơi. Đây tầm khoảng vài năm nhưng mà trước thì ở ngoài hòn này nói chung là mọi thứ tiện nghi nó rất là khó khăn các bạn. Nhưng mà thời buổi giờ thì nó cũng đỡ ha. Ghe tàu đò này kia nọ đi ra hòn thì rất là nhanh rồi. Bữa hả mà đi ra ngoài này thì giá vé một người là 80.000, đi là 2 tiếng đồng hồ, là từ Ba Hòn đi ra ngoài này á. Ôi ôi dữ lắm rồi. Ôi chiếc cano tự chế kìa. Đó chứ rồi hồi đó thì ở ngoài này là xài máy phát điện đồ không à, nhưng mà giờ thì cũng đã có dây điện đồ kéo ra ha. Nước non ngoài này thì cũng đã có nhà cung cấp nước luôn các bạn. Vậy còn thiếu cái là đường xá thì chưa được thông thoáng quá nhiều, chỉ có một cái con đường quanh hòn thôi. Ồ, sao vòng nữa rồi. Rồi chơi đi, chơi đi. Trời ơi, hai chiếc này đua rồi nè. Sao chơi lại anh một cam ở đây, sao chơi lại? Sao chơi lại một cam được? Quá wow, các bạn ơi, mấy anh vô lại này quằn quá quằn à ha. Quằn rồi anh lăn bên bển cho anh té luôn quá kìa. Anh đang đứng ở trên anh múa mà mấy anh vô lại quằn quá quằn rồi. Chưa các bạn ơi, đang làm cái thủ tục bên bển tí xíu nữa bắt đầu cái mới mở dây ra ha, mở dây ra chạy ha. Hiện tại thì nãy giờ cũng đang thả lên xin cũng cách xa lắm rồi. Mấy anh này anh xin bia nè. Anh chạy hồi là anh xin bia anh uống vô cho máu các bạn. Đó. Trời ơi mấy anh vỗ lại tốc độ kìa. Bây giờ 5 chiếc kè luôn rồi ha. Ủa ông lăn ông múa bên xà lan xong rồi ông đi qua bên ghe kia ông múa cái nữa các bạn. Trời ơi 5 chiếc luôn. Quá đông rồi. Đây mấy em gái đây. Em nào nói xinh xinh không á. Hello kìa các bạn. Phải lắm, cái này là lúc đi hết mình, lúc về hết hồn nè. Tí xíu nữa anh chị nào mà say sóng là tới số liền ha. Anh chị nào mà say sóng cái là tới công chuyện liền ha. Rồi ông Lan ông ngủ rồi. Rồi ông Lan ông mệt ông ngủ rồi. Không có nào đâu mà bị người ta chém cách lắm, không biết sao. Còn ông điện như bị đại thái hay trời. Ông nằm kìa các bạn. Quải ông điện này chứ. Trời ơi, em gái này xinh dữ lắm, xinh luôn nè các bạn.
nha. Chọn ai thì để lại comment với bình luận đi nha. Mình xin số điện thoại dùm cho. Rồi hình như là có lẽ là múa bên đây xong cái nữa thì sẽ hoàn tất cái thủ tục rồi sẽ là mở dây bung ra ha. Ở trên này thì mấy anh chỗ lãi quá quằn rồi. Ôi ôi, quá quằn rồi các bạn ơi. Anh chạy kiểu này hồi chắc mấy em gái ói mửa hết trơn quá. Em gái đó thì ở trên bờ xuống ha, ở trên Sài Gòn. Trên Sài Gòn đi xuống dưới Hòn Ngài để mà tham gia lễ hội nghinh không đó các bạn. Xuống đây quằn quá quằn, hồi chứ say sống rồi, ói hết quá. Công bằng hết trơn các bạn ơi. Em gái đẹp đẹp bỏ hết trơn bên kia không có chiếc nào. Không có người nào chứ. Rồi chuẩn bị bung ghe ra chạy đây. Ôi. Mấy anh em đang sạn dây mở ra hết trơn nha các bạn. Rồi bây giờ chuẩn bị đua đây ha. Đó, chắc có lẽ là vậy. Thì thường thường thì mỗi năm thì trước khi mà đi ra biển đánh bắt thì bà con ở đây tổ chức cái lễ hội nghinh ông để mà cầu cho cái sự may mắn ha, được mùa và bội thu các bạn ơi. Mỗi vùng thì sẽ có một ngày khác nhau ha, chứ không phải là thống nhất một ngày giống như là Tết Nguyên Đán các bạn. Rồi bây giờ mở dây rồi nè. Ôi ôi chạy rồi, chạy lắm rồi. Anh Vũ ơi, thôi đua rồi, 3 chiếc đua luôn rồi, 5 chiếc đua phải luôn rồi các bạn ơi, kè luôn rồi. Rồi tàu thả của mình rồi, đặt cái máy lại su vô 6GB1 nghe, chuẩn bị chơi nha. Trời ơi, mà đây chiếc ghe mà đây là dài 9m4, ngang 2m7 các bạn, ngang 2m7 chứ. Quá trời ơi, dữ lắm rồi. Trời ơi, khủng khiếp. Anh Phú ơi, sát sát vô anh Phú ơi, sát sát vô á. Nhưng mà đây đặt máy Suzu 6GB1 nha các bạn. Mà chạy muốn lại mấy anh kia luôn kìa. Trời ơi, chiếc xà lan dầu chạy quá chạy các bạn ơi, đúng là chủ cây dầu mà. Quá trời ơi. Rồi chứ đây chạy là cũng dữ lắm mà chạy muốn không nổi luôn rồi. Ra khói rồi các bạn. Ra khói rồi. Wow, quá đặc sắc bạn ơi, bây giờ là chạy vòng hồ nha. Trời ơi, đây bây giờ là chạy vòng hồ nha các bạn. Đây nè, mấy em gái lên tỉnh không ngồi được. Coi chừng là tới công chuyện hết trơn luôn các bạn ơi, ngồi nhấm kìa. Trời ơi, anh chị em nào mà say sóng là tới liền nha các bạn ơi. Chịu không nổi đâu. Quá dữ dằn rồi. Trời ơi, mà sao kìa. Trời ơi, chứ mà sao kìa, nghiêng nghiêng luôn các bạn ơi. Thịt khói đen, khói đất lên trơn rồi, ra khói lên trơn rồi. Chơi là hết ga, hết số luôn. Trời ơi, anh này dữ lắm rồi. Quá, anh Trà Lan chạy dữ lắm nha các bạn. Anh Trà Lan chẳng đầu, không ai trả lại luôn kìa. Toàn Lan đang chẳng đầu ha. Thật khó hết trơn rồi. Rồi, đầu năm là chạy cái này, cái này dài thay nhớt luôn các bạn. Ôi ôi. Đây đây đây, tiếp theo đây, quá trời ơi, nước muối nó văng các bạn ơi, ướt mình mẩy trơn rồi. Nè các bạn coi nè. Hồi sau lên nữa kìa các bạn ơi. Quá máu rồi. Nãy giờ thì anh chạy chậm chậm để mà anh vừa cúng với anh vừa nhậu các bạn cho sỉnh đó. Chạy nó mới dở cái chiếc ghe này, chạy sao nó khẩm luôn rồi kìa. Trời ơi, bay con cá lên luôn hả?
kia đang nhảy sóng đều đều luôn kìa. Quá ghê các bạn ơi. Ai chiếc bản đua kìa các bạn ơi. Rồi chứ giờ Lan bây giờ bỏ cổ rồi. Lan nè, ôi ôi, chết bà luôn rồi, chứ này giờ mình ảnh cái con cá ốp luôn các bạn. Quá trời, nó ốp muối lên lưng mình rồi. Không dám quay mặt ai chớ mũi luôn á, tại vì sóng quá quánh rồi các bạn. Quánh ướt cam trơn luôn nè. Ôi mấy chiếc mình sao nè. Chạy quá ghê rồi. Quá trời ướt, mày dính chạch lên trơn luôn rồi. Con này chạy dầm hòn luôn nha. Ngoài sao anh tắn tới luôn rồi kìa. Đây chiếc ghe này là chủ có anh chủ nhà trọ Duyên Phận nè các bạn. Bây giờ là không để bàn tay gì, nói chung là nhảy luôn rồi các bạn ơi. Còn hai chiếc bên kia kẹ kẹ hoài luôn kìa. Ôi bây giờ là ba chiếc nè. Ôi dạ, quá ghê rồi, chạc quá chạc rồi. Ôi mấy em gái tụ càng sao rồi, chạy sóng chịu mở các bạn ơi. Quá wow, bây giờ là nhăn mặt hết trơn rồi nha, hồi nãy vui lắm rồi. Bây giờ là nhăn mặt hết trơn rồi các bạn ơi, đi một lần mộng nhớ đợi luôn. Trời ơi, ướt mặt hết trơn rồi. Ôi đất luôn kìa. Quá ghê rồi, trời ơi trời. Đó ơi, sống dữ lắm rồi các bạn ơi. Trời ơi, ướt mình phải chạy lên bên kia kìa, nhảy sóng kìa. Trời ơi, liệt liệt luôn các bạn ơi. Quá trời ơi. Trời ơi. Nhảy sóng liệt liệt luôn kìa, trời ơi. Rồi bên đây nè các bạn ơi. Quá ghê rồi. Ướt mình hết trơn luôn các bạn ơi. Ướt mà nước đi lỡ chân luôn rồi. Trời ơi, quá ghê gớm. Thật sự là mới đầu là tưởng đâu là không có gì vui các bạn. Tại vì thấy rất là ít ghê ha. Và cộng em cái nữa thấy chạy từ từ thôi. Cũng hơi có cái là nó hơi bị tụt cảm xúc tí xíu. Nhưng mà khi mà cúng kiến xong rồi thì ôi ôi, cái lễ hội bắt đầu thì nó kinh khủng khiếp như nè các bạn ơi. Ôi ôi, ngược gió ngược sóng luôn. Ôi ôi, anh bên anh nhảy kìa. Mẹ ơi, còn hơn mà tàu thuyền nhập bão nữa. Ôi ôi, còn hơn tàu thuyền nhập bão nữa các bạn ơi. Anh Vũ ơi, quá ghê anh Vũ ơi. Ôi ơi, trời ơi, ước mình lên chân rồi các bạn ơi. Còn hơn tàu thuyền nhập bão nữa các bạn ơi. Rồi bây giờ là mấy chiếc ghe của mấy em gái bây giờ là nằm tuốt mấy mà sao luôn rồi. Chịu hết nổi rồi. Ôi ơi, ôi ơi. Đây các bạn ơi, bây giờ giảm tốc độ ha. Tại vì hiện tại đang đi qua phía bên đây quá sóng rồi. Sóng chịu muốn nổi luôn kìa các bạn, coi kìa sao kìa. Chạy nhanh mà còn gặp sóng gió ngược nữa ha. Giờ là mấy ghe của em gái là giờ nó mất tiêu hết trơn luôn rồi. Chết trốn rồi, chịu hết nổi quay đầu về luôn bây giờ. Quay về ha. Ghe của mấy em gái chịu hết nổi quay về luôn các bạn ơi. À, còn không? Còn đang chạy cặp bờ nha, đang chạy ở trong bờ nha. Chịu hết nổi rồi, anh này muốn khóc luôn kìa các bạn, đòi về gặp mẹ luôn kìa. Quá trời ảnh trong mặt lắm rồi kìa các bạn ơi. Ôi ôi, quá ghê gớm. Đúng là cái lễ hội nghinh ông này các bạn ơi, vậy mới vui nha. Ôi ơi, dữ lắm rồi, không nổi mẹ ơi. À,
anh cho liều anh chạy lên tới nóc ngôi luôn. Trời ơi, cái này máu như vậy. Trời ơi, như vậy còn chưa chèo nữa các bạn ơi. Chèo lên tới nóc ngôi luôn. Quá máu. Giờ là không biết là tí xíu nữa khi mà đi dời xong cái lễ hội này là cái điện thoại mình có cần bảo trì sửa chữa giờ không biết nữa. Quá trời ơi, nó muốn banh luôn các bạn ơi. Nước mặn mà vô này mạch bọng nữa đóng xét hết trơn luôn rồi. Giảm tốc độ rồi nha các bạn. Sau khi mà anh Phú anh nghe được cái lời cầu xin của mấy anh em vô tiếp thì anh đã giảm tốc độ. Ốt là ghe chở mấy em gái kìa. Trời ơi, nhảy rơi gớm luôn các bạn ơi. Không biết bên bển nãy giờ có ai sần mắt chưa không biết các bạn ơi. Mà giờ thì nói chung cũng đỡ hơn nãy, nghèo lắm à. Đây. Giờ nói chuyện hết nổi luôn rồi. Quá wow, đi cái này dài bỏ ăn hết trơn, hộp dưới lên mua hết trơn các bạn ơi. Nó lắc kìa. Mấy chiếc trọng giờ sợ chạy cặp bờ hết trơn rồi, bên đây sống ghê ta. Hiện tại hiện tại bên đây là đang đối lập với là cái chỗ mà hồi nãy xuất phát bắt đầu các bạn. Bây giờ bên đây gió lắm. Bây giờ là mấy người mà người dân mà nuôi cá Hòn Ngợi thì mỗi năm thì nói chung là di dời rất là nhiều địa điểm để mà tránh gió tránh sóng ha. Mỗi mùa sẽ có cái ngọn gió khác nhau để mà núp qua bờ bên kia để mà mình tránh sóng cho được an toàn các bạn ơi. Quá trời. Còn bên đây là chiếc xà lan đây. Chở đòn lăn đó, xà lan bự thì nó cũng đỡ hơn chút ha. Anh mà không bên đây anh muốn về gặp mẹ luôn. Nhìn văn mặt dữ lắm rồi các bạn. Đi này cái hồn dế muốn về Đồng Tháp luôn các bạn. Đi coi kìa. Rồi tới sông ngàn các bạn ơi. Đi cái này là phải nói là đủ mọi loại sóng luôn ha. Sóng xuôi, sóng ngang rồi, sóng ngược luôn. Nó sóng ngang rồi. Giờ chiếc ghe nó lắc ngang không chứ không phải là nhảy sóng như nhảy ngựa hồi nãy nữa. Ừ ơi. Ừ ơi. Các bạn ơi, giảm lắm rồi. Quá ghê gớm nè các bạn. Lần đầu tiên đi Nghinh Ông luôn á. Bởi vì chưa có chuẩn bị mấy cái gì mà hỗ trợ hết trơn. Ước mình hết trơn, cái này mà đi theo lần thứ hai là phải mang đeo áo mưa mới được. Đây, ghe hiện tại mình đang ngồi đây ha. Chắc là cũng sắp giáp hòn rồi đó các bạn ơi. Để chạy một vòng hòn luôn nha các bạn. Chạy một vòng tròn luôn. Đảo về nơi vị trí xuất phát là sẽ kết thúc cái lễ hội Nghinh Ông ha. Thì tầm đâu đó chắc hơn nửa tiếng. Rồi bên xà lan kia lắc nè.
Bớt lắm rồi, bớt kịch tính dữ lắm rồi. Ôi ôi, sắp tới rồi các bạn ơi. Kè phía trước kìa. Đó. Chỗ hồ nhỏ nhỏ, chỗ cái hồ nhỏ nhỏ lòi ra đó là cái chỗ mình xuất phát nãy đó, sắp hết rồi ha. Quá ghê gớm. Kè bên đây múa lăn nữa kìa, còn sức đây múa lăn nữa kìa. Giờ ai cũng ướt nhẹp hết trơn rồi. Ồ, đứng vững anh ơi, sống ngang lắc coi chừng lọt xong luôn á. Ghê quá, phải ngồi xuống mới được. Sóng ngang nó khó chịu hơn là sóng nhồi dữ lắm nha các bạn ơi. Trời ơi, chiếc ghe bể chạy kìa, kìa các bạn coi kìa. Nghiêng qua nghiêng lại kìa. Trời ơi. Kìa chiếc bên kia cũng vậy nữa kìa. Đó, nó nghiêng kìa các bạn. Quá ghê. Ôi trời, chiếc ghe bên mình đây là xịt khói luôn rồi nha. Chạy trước mặt luôn các bạn ơi. Nói chuyện hết ra hơn luôn rồi. Đi qua khúc kia nó sóng quá mọi người ạ. Trời ơi. Bị chá nắng một chút xíu nha các bạn. Qua chiếc xe lan vũ cờ dữ lắm rồi. Bây giờ chuẩn bị về tới bến rồi nha. Về cái này là về phải tắm lại nha các bạn. Quá nước mặn giờ giống như là muối mà ướp trái vậy. Anh nào anh ấy hồi nãy đi là phải nói là lúc đi hết hình lúc về hết hồn, giống như là cái câu nói nãy mình nói đầu video vậy các bạn. Bây giờ em ghê hết trơn luôn rồi, không có ai mà còn lên tiếng gì nữa chứ. Hồi nãy đi là vui lắm các bạn, nhảy dữ trời lắm. Bây giờ cho em ngủ trời. Chắc tầm khoảng 15 phút nữa là sẽ là tới rồi. Tới rồi nè, tới phần mẹ Quan Âm rồi nè các bạn. Quẹo qua chỗ cái cua này nữa là tới rồi ha. Là cái lễ hội cũng chuẩn bị kết thúc rồi các bạn. Đang đánh trống thổi kèn thêm vài phút nữa đây. Đâu rồi ta? Chiếc ghe của mấy em gái đâu rồi? Nằm núp bên kia hết thấy rồi các bạn ơi. Ở đây đẹp nè các bạn. Rồi gớm ha. Rồi bây giờ chuẩn bị ấy đây. Đây ghe của mấy em gái nãy đây. Ờ, trời ơi.
dữ lắm à. Thấy kìa. Kéo khoảng cuối dài. Quá wow, cái hòn đẹp quá các bạn ơi. Nữa. Wow. Ôi, cái hòn đẹp quá các bạn ơi. Đây nè. Rồi nhìn rất là hùng vĩ luôn ha. Quá đẹp. Một vách núi phải nói là treo leo luôn các bạn. Nhìn cứ tưởng giống như là đang ở Vịnh Hạ Long vậy. Rồi giờ đảo về vị trí ban đầu đây. Mình đi lên trên bờ nha các bạn, được an toàn nha. Quá khủng khiếp rồi. Bây giờ thì mấy ghe khác đang chuẩn bị cặp vô để mà kết thúc lễ hội đây. Rồi bốn em gái nè các bạn. Giờ thấy cũng còn tươi tươi chứ không có đến nổi ha. Chết bà trời ơi. Trời bóp cái con lưu đụng luôn trời. Quá trời anh ghé bến nè. Có 500 rượu vô ghé bến ghê quá các bạn. Có lỗ bằng cái thao mà không sao đâu. Rồi chim tộm vô. Vậy là cái lễ hội Nghinh Ông ở Hòn Ngại cũng chuẩn bị kết thúc rồi nha các bạn. Thì chút nữa thì mình cũng xin hẹn các bạn ở những clip sau ha. Chúc các bạn coi clip vui vẻ ha. Cũng xin chúc cho toàn thể bà con ở Hòn Ngại làm ăn được một mùa phải nói là phát đạt và bội thu các bạn ơi. Năm mới là thật là nhiều sức khỏe ha. Hôm nào thì bên Hòn Sơn có tổ chức thì mình sẽ cố gắng để mà đi quảng cho mọi người cùng xem được cái nghi lễ bên Hòn Sơn nó sẽ như thế nào. Mọi địa điểm nó sẽ có một cái cách và thêm một cái nữa là cái ngày khác nhau ha. Đây bên kia bây giờ cặp ghe vô ha, cho đoàn của bên phụ nữ với mấy em gái lên các bạn ơi. Anh Lăng giờ anh còn đứng nhìn đó các bạn. Hỏi tại sao anh camera không đứng quay. Đây anh Lăng giờ anh còn đứng đây anh nhìn nữa nè. Rồi đi lên đây các bạn ơi. Quá khứ dân. Nếu mà anh chị em nào mà không biết đi đi ghe là đi xuống dưới xây sóng rồi cộng thêm cái nó đi lên trên bờ còn xây bờ cái nữa nha các bạn. Bởi vì là dễ ói lắm. Mấy em gái này mà ở trên Sài Gòn xuống mà nay đi ghe cũng giỏi quá chứ. Không có thấy em nào mà xanh mặt hết trơn. Có lẽ thì video của mình cũng xin tạm dừng tại đây ha. Hẹn các bạn ở những clip sau ha.